Các bạn đồng nghiệp thân mến, khi nói về NS Blue Scope Việt Nam, trong mắt khách hàng của chúng ta, NS Blue Scope Việt Nam không chỉ đơn thuần là một thương hiệu cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, bền đẹp như Clean Carbon, mà chúng ta còn là một thương hiệu có trách nhiệm với xã hội, thông qua hàng loạt các hoạt động thiện nguyện và hữu ích trong thời gian qua. Và văn hóa an toàn cũng là một trong những niềm tự hào của toàn thể chúng ta. Nó là sản phẩm của sự đồng lòng của tập thể. Sự tham gia của nhân viên là hết sức cần thiết, nhất quán trong triết lý kinh doanh kết quả an toàn tốt, kết quả kinh doanh tốt và cả lòng trắc ẩn ở mỗi người trong chúng ta để mang lại sự bình an cho xã hội. Tất cả các tai nạn đều có thể ngăn ngừa được. Là một công ty luôn cầu thị, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và sáng tạo, chúng ta luôn mong muốn tạo ra các giá trị tốt hơn cho khách hàng, đồng thời xây dựng một môi trường tích cực cho nhân viên nơi các giá trị của công ty được ghi nhận, bồi dưỡng và phát triển liên tục, và văn hóa an toàn cũng là một trong các giá trị này. Kể từ năm 2015, chúng ta đã bắt đầu thực hiện khảo sát văn hóa an toàn tại các nhà máy sản xuất để biết được chúng ta đang nằm ở đâu trên hành trình văn hóa an toàn, gồm 4 giai đoạn: phản ứng tự nhiên, phụ thuộc tự chủ, tương trợ. Chương trình cải thiện sẽ được tiến hành như sau: khảo sát, xem xét kết quả, đưa ra hành động cải thiện, khảo sát lại. Chương trình này sẽ được lặp lại cứ mỗi 2 năm để chúng ta có thể đánh giá kết quả và nỗ lực của toàn công ty. Chúng ta đã tiến hành các cuộc khảo sát tại 2 nhà máy Phú Mỹ và Lai Xác vào các năm 2015, 2017 và 2019. Các bạn có thể tham khảo kết quả phía bên dưới. Theo kế hoạch, cuộc khảo sát thứ 4 sẽ được thực hiện vào tuần thứ 3 của tháng 10 năm 2021 thông qua việc trả lời câu hỏi khảo sát online. Các bạn sẽ nhận được email và đường link từ phòng HSE trong thời gian tới. Xin vui lòng dành thời gian đọc và đưa ra câu trả lời của chính bạn để giúp công ty triển khai những hành động cải thiện phù hợp và hiệu quả hướng đến mục tiêu tiệm cận giai đoạn 4 trong năm 2025. Xin cảm ơn và chúc các bạn và gia đình bình an và hạnh phúc.